chiến đấu bạn. Chết con mẹ mày đi. Chiến đấu với bạn. Qua đi, qua đi, qua đi. Qua chiến này. Ở dưới có người đúng không? Có người. I got supplies. Chết rồi, vào nhà này không có súng rồi. Ui, trên này đầy súng luôn này, đống súng này. Trên này mưa súng rồi. Ừ, nhiều súng kinh khủng luôn, trận này nhiều súng thật. Ê, nó lên tầng trên kìa. Nó mở, nó đi thang máy rồi. Ừ, nó lên tầng 6 này. Lên thang máy rồi. Ôi cái thính này ông chưa nhặt luôn à? Ai nhặt đâu, ông chạy tôi đuổi theo sau ông. Tù. Ai biết được. À M16 nè. À còn M16 thì lắp được anh em, còn M16 lắp được. Em tưởng mấy khẩu mini hey. Như là cái gì nhỉ? Còn bot là mini hey. Như là mấy FKS các thứ là lắp làm sao được ta? I got supplies. Còn con bot là hết vị. Còn cái vị gì? Thì trò trận này buồn thật đấy. Bắt rồi. Tôi chưa có mũi giáp gì luôn. Sao đứng đơ, đứng đấy nhìn nhỉ. Đây tôi có gì đâu. Được rồi, may quá được cái mũ hạng 1. Giáp 1. Đỡ boss bắn đâu. Trong nhà bánh mì có người nhé. Giáp thằng lồn này có con mẹ gì không. Nhà bánh mì có người không ơi. Bắn trở lại đi, bắn trở lại đi, cho hai bắn đi. Ủa? Ủa gì á? Chịu rồi. Số 4 này trong đấy có người đấy, có thích xem TV không? Trời ơi, chạy kìa. Chạy đường kìa, chạy đường kìa ông ơi. Yếu rồi, yếu lắm rồi, số 4 đây. Yếu. Không bắn con mẹ đi. Ok. Một thằng nữa. Hết rồi. Thằng bên này nữa hay sao kìa. Mark the location. Tôi quay lại tôi niếm chạy đường chắc là bot, đéo phải người. Đéo nó có thấy nó bắn trả bùa ấy đâu. Chờ. Bot ạ. Tôi tưởng số 4 đi kìa. Bot như người. À, nó bắn đầu đấy. Chỉ tệ sao tháp chứ. Sao tháp xem có người không, sơi nó đi. Tính còn nguyên đồ này không ơi? À nguyên súng này. Tôi xin cái súng thật. Ê, ta bắn tính ở ngoài này này. Ngoài cái thác, ngoài bờ biển này. Watch out. Bắn mẹ AK đi, đút vừa bắn khẩu M3 nạp đạn lâu vãi lìn. Nhưng mà nó khỏe, tầm gần nó đang khỏe. Khỏe thì khỏe, bắn từ tầm xa đạn rơi bố mẹ được. Ai bảo ông đấy MG3 bắn tầm xa là MG3 người ta chỉ để cận chiến thôi. Thôi bắn tầm xa dần rồi. Ừ. Tôi bắn AK cho nó mát. Ra sơi cái bọn ngoài thác ngoài biển. I got supplies. Bảo ông nào đi ra MG3 mà sao cản đi.